Thưa quý vị, số trẻ tới thăm khám và điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý ngày càng có xu hướng gia tăng. Nhờ công tác truyền thông, các cha mẹ đã chú ý nhiều hơn đến rối loạn ở trẻ. Tuy nhiên, trên thực tế thì vẫn còn nhiều phụ huynh còn chủ quan trước các biểu hiện bất thường của trẻ, thậm chí là chưa tuân thủ các nguyên tắc can thiệp hay điều trị cho trẻ. Vâng, và đây cũng chính là thông tin được đưa ra tại buổi họp mặt gia đình trẻ tăng động giảm chú ý được Bệnh viện Trung ương tổ chức mới đây tại Hà Nội. Đây cũng là hoạt động được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần, giúp các gia đình có con mắc rối loạn này thêm kiến thức và kinh nghiệm để đồng hành cùng con. Dù có các biểu hiện như chạy nhảy nhiều, khó tập trung, nhưng gia đình chỉ nghĩ cháu hiếu động nên không đưa con đi khám. Cách đây một tuần, trẻ được đưa đến khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương và được chẩn đoán mắc rối loạn tăng động. Trước kia thì cũng nghe thấy rồi, nhưng mà thấy mọi người bảo là cũng cháu với con bé đấy, thì mình bố mẹ cũng tạo cho con cái thói quen đấy, rèn cho con cái tính kỷ luật dần dần thì cháu cũng đỡ thôi. Đấy, thì mình cũng nghe thấy mọi người nói thế thôi, thì cũng trong đợt này thì các cô cũng phản hồi nhiều, thì nên là các cô bắt buộc phải và đưa cháu đi đến bệnh viện khám để có một cái tờ giấy kết luận ở bác sĩ đấy. Đấy, để đến lớp cô đưa cho ban giám hiệu là cháu bị tăng động giảm tập trung này, để như là cô xin thêm một cô nữa để trông cái lớp đấy đấy. Tuy nhiên, không chỉ anh Lịch, nhiều phụ huynh còn thiếu kiến thức trong việc nhận biết chứng rối loạn tăng động giảm chú ý ở trẻ. Các bác sĩ cho biết, để phát hiện kịp thời những bất thường, cha mẹ cần dành nhiều thời gian hơn cho con, quan sát trẻ thêm ở môi trường nhà trường. Gần đây thì nhờ truyền thông thì các cha mẹ đã có những cái để ý rất tốt cho các con từ khi đứa trẻ 1-2 tuổi và đã chủ động đi khám. Thì con quá nghịch hoặc là quá hiếu động hoặc là có một vấn đề gì đó về sức khỏe tâm thần của mẹ, bố mẹ đã đưa con đi khám rất sớm. Nhưng nói chung để đưa ra chẩn đoán cái rối loạn tăng động giảm chú ý thì thông thường các chúng tôi cũng phải ngoài 4 tuổi chúng tôi mới đưa ra chẩn đoán, và đặc biệt là đối với những cháu bé mà trong thời điểm chuẩn bị vào lớp 1, khi cháu bé thay đổi môi trường từ mẫu giáo vào lớp 1, nó có phải có quy củ của lớp, thì cháu bé thường là khó mà theo được cái quy luật của cái nền lớp của lớp. Thì một số cháu bé là cô giáo mới là người định hướng cha mẹ đi khám. Còn cha mẹ có thể thấy là con mình có hiếu động thôi, nhưng mà ở lớp thì trong một lớp mà khoảng 40 cháu thì có một vài cháu nó sẽ nổi bật lên cái sự khả năng tập trung của con kém này, hoặc là quá nghịch này, hoạt động tự do trong lớp này, hoặc là bỏ bài hoặc là bỏ chỗ ra, thì cô là thường yêu cầu con đi khám, cha mẹ đưa con đi khám. Theo thống kê của khoa tâm thần Bệnh viện Nhi Trung ương, số lượng trẻ tới thăm khám điều trị hội chứng này có xu hướng tăng. Năm 2020 có khoảng 25.000 trẻ tới khoa thăm khám điều trị, trong đó tăng động giảm chú ý là một trong ba rối loạn có số lượng bệnh nhân nhiều nhất. Ngoài các yếu tố về di truyền, mẹ mắc bệnh lý khi mang thai thì môi trường sống cũng là một trong những tác nhân gây ra chứng rối loạn tăng động giảm chú ý ở trẻ. Trong đó, việc nhiều phụ huynh cho trẻ xem TV, điện thoại và Internet quá nhiều sẽ khiến trẻ gặp khó khăn trong quá trình hình thành ngôn ngữ và giao tiếp. Cái thiết bị điện tử nó giúp đứa trẻ nó ngồi im được một chỗ. Và trên thiết bị điện tử thì rất nhiều những cái trang mạng, cái đoạn video clip nó rất linh hoạt, rất sinh động, đứa trẻ nó bị cuốn hút vào đó. Nhưng mà cái giao tiếp này là giao tiếp một chiều, đứa trẻ chỉ vào thế thôi, và qua cái giao tiếp một chiều như thế thì đứa trẻ nó rất khó khăn trong cái việc mà phát triển ngôn ngữ của con, vì nó chỉ nghe thôi, nó không có phản hồi lại giữa người với người, gây cái khó khăn cho con trong cái việc mà học tập hoặc là sinh hoạt hàng ngày. Thì cái thiết bị điện tử nói chung đối với đứa trẻ, bất kỳ đứa trẻ nào thôi, cũng nên cố gắng hạn chế cách tối đa. Khi được xác định là mắc rối loạn tăng động giảm chú ý, để trẻ có thể giao tiếp, hòa nhập với cuộc sống sẽ mất nhiều thời gian và cần sự kiên trì của các cha mẹ. Các phụ huynh cần theo sát, chỉ dạy con trong quá trình học tập và cuộc sống, tuân thủ liều lượng khi trẻ được chỉ định dùng thuốc, tuyệt đối không được bỏ ngang, ảnh hưởng tới kết quả điều trị.